Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên, chương trình chủ nhật ngày 27 tháng 10. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản về tổ chức đại hội Đảng các cấp. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt cao so với cả nước. Xuất hiện bệnh lạ trên cây cam ở xã Tam Đa gây thiệt hại cho nông dân trường trung học phổ thông triệu quang phục học tập và làm theo bác hồ từ những việc làm nhỏ nhất thưa quý vị và các bạn Vừa qua, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt triển khai các văn bản về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Lâm, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 185 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng nghe dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25. Theo dự kiến, thời gian tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở không quá 2 ngày bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2020. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư huyện ủy Văn Lâm đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút mới 31 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư đăng ký đạt 266,8 triệu đô la Mỹ, tăng 8 dự án so với cùng kỳ của năm 2018, nâng tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến nay lên 455 với số vốn đăng ký đạt trên 4.600 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án vốn đầu tư vào tỉnh nhiều là Nhật Bản 126 dự án chiếm 63% tổng vốn đăng ký, Hàn Quốc có 135 dự án chiếm trên 14% tổng vốn đăng ký, Trung Quốc có 94 dự án chiếm gần 11% tổng số vốn đăng ký. Số doanh nghiệp đầu tư ở tỉnh từ đầu năm đến nay tăng cao là do tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đồng thời chỉ đạo các ngành địa phương triển khai những nhiệm vụ giải pháp tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình và đầu tư sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 72% kế hoạch và là 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Theo đó, chi đầu tư phát triển vốn chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2019 được 3.234 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách trung ương trên địa bàn 636 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 2.472 tỷ đồng, vốn kéo dài chuyển nguồn sang năm 2019 được 125 tỷ đồng, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, đối với dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, tính đến hết 20 tháng 10 năm 2019 mới giải ngân được gần 6 tỷ đồng, trên 312 tỷ đồng. Kế hoạch kéo dài từ năm 2018 chuyển sang, đạt 1,8% kế hoạch sau. Đối với dự án sử dụng vốn ngoài nước, mới giải ngân được 38 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch sao. Một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp như dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội, các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng, hợp phần dự án tại thành phố Hưng Yên. Kế hoạch vốn được giao 100 tỷ đồng, giải ngân gần 20 tỷ đồng, dự án phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi ân thi. Kế hoạch vốn được giao là 34,8 tỷ đồng, chưa thực hiện giải ngân. Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng tỉnh Hương Yên kế hoạch sao 20 tỷ đồng chưa thực hiện giải ngân. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công ở một số dự án hiện nay là do yếu tố chủ quan, nhất là những tồn tại như giao vốn và công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm. Việc giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Những năm gần đây, nhiều diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả đã được các hộ dân xã Dân Tiến, huyện Khói Châu chuyển sang trồng các loại cây có múi đem lại hiệu quả kinh tế khá. Từ năm 2010, xã đã bắt tay vào chuyển đổi, toàn xã hiện trồng trên 100 170 mẫu cây có múi, chủ yếu trồng các loại cây như cam vinh, cam đường canh, bưởi các loại. Một số hộ trồng với diện tích trên 3 mẫu như vườn cam vinh của gia đình Anh Lưu Văn Kiên, vườn bưởi của gia đình Bà Hoàng Minh Thu, một số hộ đã bắt tay vào sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp như gia đình anh Đỗ Văn Tân, Hoàng Văn Biện. Với tinh thần ham học hỏi cùng sự cần cù chịu khó áp dụng chăm sóc đúng khoa học kỹ thuật, nên hầu hết diện tích cây có múi trên địa bàn xã đều cho quả sai mẫu mã đẹp. Ước tính năm nay, một mẫu cam cho thu trên 10 tấn quả, một mẫu bưởi cho thu khoảng 10.000 quả. Hiện nhiều vườn cây quả đã được các thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 15 đến 25.000 đồng một kg cam. 10 đến 20.000 đồng một quả bưởi, trừ chi phí, một mẫu cây có mối cho thu từ 100 đến 350 triệu đồng tùy loại cây trồng. Những năm qua, cây cam đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa huyện Phổ Cử. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng chục hecta cam ở đây xuất hiện bệnh lạ tấn công khiến cho người dân rất lo lắng. Hiện nay thôn Ngũ Phúc có trên 5 hecta cam, trong đó có hơn 2 hecta cam đã cho thu hoạch. Từ tháng 6 năm nay, nhiều cây cam bỗng nhiên có hiện tượng kém phát triển, vàng lá héo rũ, rụng lá và rụng quả. Khi đào gốc lên, thấy dễ cây bị thối. Mặc dù còn khoảng gần một tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch, nhưng tất cả các quả trên những cây cam bị bệnh đều đã vàng như chín rộ. Số cây bị bệnh lạ chiếm khoảng 20% tổng số diện tích cam cho thu hoạch. Được biết, người dân đã tìm hiểu mua nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, tuy nhiên bệnh lạ này vẫn tiếp tục lây lan. Để bảo vệ những cây cam chưa bị bệnh, người dân đã khoanh vùng chặt bỏ những cây cam bị bệnh, sắc vôi bột cử trùng. Hiện nay, người trồng cam ở thôn Ngũ Phúc mong muốn các ngành chức năng vào cuộc kịp thời xác định rõ nguyên nhân dịch bệnh và các biện pháp phòng trừ hiệu quả, bảo vệ diện tích cam đang cho thu hoạch. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay, trên địa bàn thành phố Hưng Yên còn có nhiều diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Hương Yên, có trên 4.200 thửa đất ở còn tồn động, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong đó, xã Bảo Khê 1.300 thửa, phường An Tảo trên 540 thửa, phường Hiến Nam gần 500 thửa, xã Hùng Cường gần 500 thửa. Nguyên nhân chủ yếu là do vi phạm đất đai, do tranh chấp, đất sao trái thẩm quyền, không phù hợp với quy hoạch, do người sử dụng đất chưa có nhu cầu nên chưa đăng ký kê khai. Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, hiện thành phố Hương Yên đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các xã phường tiếp tục tuyên truyền về chủ trương chính sách trong công tác cấp giấy chứng nhận xử lý đất dôi dư để nhân dân biết thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng đất. Việc phát triển kinh tế của mỗi gia đình là chính đáng, tuy nhiên nếu ảnh hưởng tới những người xung quanh đến nỗi gây bức xúc thì rất đáng quan ngại. Nói về nỗi khổ khi phải sống gần hộ chăn nuôi lợn, ông Trần Quang Cần ở thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào, huyện Phục Cử rất bức xúc. Gia đình ông nhiều năm nay phải hứng chịu mùi hôi thối từ chăn nuôi lợn và vịt ngay sát vách của nhà anh Trần Quang Đạt. vài trăm ngàn, mấy chục lợn xẻ, đẻ bao nhiêu nuôi hết. Khó chịu lắm, không chịu lắm. Nóng, nóng bức, mùa này mát rồi, rồi mưa rồi đỡ, nóng bức không chịu được. Một là nuôi ít, hai là di chuyển hộ này đi, không để này ảnh hưởng xung quanh không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những hộ sống gần ngay cạnh, mùi phân lợn còn lan tỏa bao trùm hết cả xóm. Sáng ra một cái mở cổng này không thể gửi được, rất là thối, nó nó, nó nồng nặc nên bây giờ gió mây càng thối hơn. Còn về mùa gió đông nam thì nó còn đỡ, nhưng còn về mùa gió mây bây giờ là cứ ngửi mấy tháng mùa đông này thối không chịu nổi. Theo phản ánh của những người dân nơi đây, vì chuồng nuôi của nhà anh đạt nằm phía sau nhà, nên phía trước cổng nhìn vào hoàn toàn không thấy được khu nuôi lợn cũng như khu nước thải. Nhưng ngay sau khu chăn nuôi là dòng mương đen kịt, đầy phân lợn và mùi hôi thối bốc ra nồng nặc do phân lợn từ chuồng chăn nuôi đã được hộ anh Đạt xả trực tiếp ra mương. Mùi đây là mùi mùi thối của ô nhiễm của về khu vực chăn nuôi nợ đổ ra. Trong rãnh thì là giờ đâu có là nước là trong toàn nước phân phân đạn thôi. Kể từ khi gia đình anh Đạt nuôi lợn gây ra mùi hôi thối, ai cũng khó chịu. Nhưng vì là hàng xóm nên nhiều người ngại không nói. Hầu như ai cũng phải sống trong cảnh chịu đựng. Duy chỉ có một đến hai hộ dân không thể chịu đựng được, làm đơn gửi phòng tài nguyên môi trường huyện. Tuy nhiên, sau khi có đoàn về kiểm tra nhắc nhở, thì gia đình anh Đạt vẫn chưa có việc làm cụ thể để khắc phục. Việc phát triển kinh tế là cần thiết tuy nhiên chỉ vì lợi ích của cá nhân mình mà gây ô nhiễm môi trường sống cho dân cư trong vùng là việc làm rất đáng bị lên án và cần sự ngăn chặn bởi chính quyền địa phương mặt khác chính quyền địa phương cũng cần có quy hoạch khu chăn nuôi xa khu dân cư để tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu phát triển chăn nuôi đồng thời có những quy định cụ thể nhằm giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi như làm hầm bioga lót sàn đệm sinh học v v để không ảnh hưởng đến môi trường gây bức xúc cho bà con 40 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục huyện Yên Mỹ đã khẳng định được là môi trường giáo dục toàn diện khi mỗi thầy cô giáo luôn ý thức việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ từ những việc làm nhỏ nhất đối với thầy bà trò trường trung học phổ thông triệu quang phục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải là những cuộc phát động, những cuộc thi đua mang tính hình thức mà phải được cụ thể hóa từ những việc nhỏ nhất. Những công việc như tiết kiệm điện nước, giữ gìn vệ sinh trường lớp, kỷ cương trường lớp trở thành những hoạt động thường ngày quen thuộc, góp phần duy trì cảnh quan xanh sạch đẹp, xây dựng môi trường học tập thân thiện, lành mạnh. Việc thực hiện cái chỉ thị 05 này nó như hơi thở của cuộc sống, diễn ra hàng ngày hàng giờ nó ăn sâu vào ý thức của từng con người, thể hiện cái tình cảm rất là lớn lao đối với bác. Xác định học tập và làm theo Bác Hồ gắn liền với nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo mỗi thầy cô giáo luôn là tấm gương tự học tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn nghiệp vụ đổi mới phương pháp dạy và học các thế hệ học sinh không ngừng cho dồi kiến thức rèn luyện đạo đức phát huy năng lực sáng tạo khi vận dụng tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh trong việc dạy học thì tôi đề ra ba cái nguyên tắc đó là yêu thương tôn trọng và gắn lý luận với thực hành các thầy cô và nhà trường cũng đã lồng ghép các bài học về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho chúng em qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa thứ hai đầu tuần cũng như là các buổi sinh hoạt thứ bảy qua các chuyến học tập trải nghiệm và bản thân chúng em là học sinh chúng em còn cần phải phấn đấu để rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, năng động sáng tạo trong học tập có ý chí vươn lên và giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh với những cách làm hiệu quả trong việc triển khai việc học tập và làm theo bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2018-2019, nhà trường là một trong ba trường trung học phổ thông của toàn tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Gần 70% học sinh trúng tuyển các trường đại học, 20 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Tập thể nhà trường xuất hiện nhiều gương sáng về học tập và làm theo Bác Hồ như cô giáo Lê Thị Nguyệt, Đặng Thanh Hải được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh, cô giáo Trịnh Thị Hương giúp đỡ học sinh cá biệt vươn lên trong học tập, góp phần làm giàu đẹp thêm truyền thống của nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, để tránh tình trạng nghị quyết tri bộ đề ra chung chung xa rời thực tế cơ sở, điều này dẫn đến thực hiện nghị quyết không hiệu quả, nên trong những năm qua chi bộ thôn Vĩnh Tiền thuộc Đảng bộ xã Đồng Thanh huyện Kim Động không chỉ đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ mà việc ra nghị quyết cũng sát với tình hình thực tế của thôn, giúp triển khai và thực hiện đạt hiệu quả. Hôm nay, các đảng viên chi bộ thôn Vĩnh Tiền tổ chức cuộc họp chuyên đề để bàn về chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới dự kiến vào tháng 11 tới. Dù là chi bộ thôn có ít đảng viên nhất xã, nhưng qua cuộc họp, từng đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng bàn bạc Hào luận xác định được nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ tới rất chúng và sát với tình hình thực tế thôn. Một là tập trung cho nhân dân nắm chắc được nhiều về kỹ thuật để nhằm thu hoạch cao và có giá trị về năng suất của cây trồng cây ăn quả. Thứ hai là về công việc tích cực trong công tác là phòng và bảo vệ cái môi trường vừa trong chăn nuôi vừa là môi trường cho trên cả cánh đồng về đảm bảo không còn các cái rác thải vỏ thuốc sâu vứt trên bờ bờ mương bờ cừ. Từ năm 2003 thực hiện chính sách vĩ mô về đảm bảo an ninh lương thực, áp lực phải giữ diện tích đất cây lúa trong khi hiệu quả kinh tế đem lại không cao, một số hộ dân đã tự chuyển đổi sang trồng cây ăn quả cam bưởi và nhãn. Qua tìm hiểu ở các địa phương bạn, tri bộ ra nghị quyết khuyến khích nhân dân chuyển đổi cây trồng nhưng không làm thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất tức là chuyển đổi nhưng khi cần vẫn có thể đưa trở lại cây lúa. Đây là một nội dung nghị quyết sát với thực tế thôn và làm thay đổi diện mạo cả một vùng quê. Tại tri bộ thôn Vĩnh Tiền, nghị quyết tri bộ hàng tháng không để ra chung chung mà có nội dung phần việc rõ ràng và được giao cụ thể tới từng đảng viên và quần chúng các tri hội để cùng triển khai. Sau khi ra một cái nghị quyết của tri bộ thì giao cho từng 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 đoàn hội hàng tháng phải làm cái gì thì chúng tôi cũng giao cho từng đồng chí đảng viên một phụ trách cái đoàn hội đó sinh hoạt trong đoàn hội đó thì phải phụ trách cái đoàn hội đó và có những cái 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 cái, cái, cái bám sát vào nghị quyết của tri bộ để uốn nắn cái đoàn thể đó để hoàn thành được cái nhiệm vụ tri bộ đều ra nghị quyết chỉ đạo sát sao về tới các đoàn thể quần chúng trong việc vận động nhân dân trong việc chuyển đổi cây trồng trồng những loại cây nào có giá trị kinh tế cao và nói chung là trồng làm sao là tập hợp theo là cánh theo thửa. Có nghị quyết đúng nhưng cách thức triển khai để nghị quyết đi vào cuộc sống mới là điều quan trọng. Tại chi bộ thôn Vĩnh Tiền nói riêng và ở cả năm chi bộ thôn khác của Đảng bộ xã Đồng Thanh nói chung, nhờ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề ra nghị quyết bám sát thực tế tại địa phương và khi triển khai gắn với giao việc cụ thể có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, hiệu quả ai cũng thấy rõ, nhờ chuyển đổi mà doanh thu 1 hecta đạt 320 triệu đồng trên năm. Điều đang nói là mặc dù diện tích chuyển đổi nhiều, nhưng xã Đồng Thanh không để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Phát huy tinh thần sung kích tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua tuổi trẻ của huyện Ân Thi đã xây dựng nhiều tuyến đường thanh niên tự quản, góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Hiện nay, 100% đoàn thanh niên các xã thị trấn trong huyện đăng ký đảm điện tổ chức thực hiện mô hình tuyến đường thanh niên tự quản. Mỗi tuyến đường đăng ký có chiều dài 500m trở lên. Đoàn viên thanh niên sẽ tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như quét dọn, thu gom rác thải trồng cây, bóc xóa các quảng cáo, tuyên truyền các hộ dân sống ven các tuyến đường giữ gìn vệ sinh chung để rác đúng nơi quy định. Đồng thời, các tổ tự quản đẩy mạnh việc vận động các nguồn lực xã hội tham gia vào việc nâng cấp sửa chữa các tuyến đường, triển khai mô hình thắp sáng đường quê nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Điển hình tại xã Cẩm Ninh, có đoạn đường dài 1,5 km với gần 50 bóng đèn điện thắp sáng. Được biết, toàn bộ kinh phí lắp đặt sửa chữa và đóng tiền điện hàng tháng do đoàn thanh niên địa phương đảm nhận. Ngoài ra, còn có đoàn thanh niên xã Xuân Trúc phụ ủng vào hồ Tổng Mậu. Thông qua những việc làm thiết thực của đoàn viên thanh niên, ý thức của người dân địa phương đã có những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lữ và thị xã Mỹ Hào tổ chức hội thi giai điệu tuổi hồng năm 2019 hơn 400 học sinh của 27 trường tiểu học trung học cơ sở trong huyện đã trình diễn 27 tiết mục hát múa biểu diễn nhạc cụ có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, biển đảo mái trường thầy cô và bạn bè thể hiện ước mơ, tình cảm trách nhiệm của học sinh với gia đình và cộng đồng. Hầu hết các tiết mục được dàn dựng công phu, trang phục đẹp, phù hợp với lứa tuổi học sinh và nội dung của mỗi tiết mục biểu diễn. Hội thi nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ và cấp phần giáo dục đạo đức lối sống đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các trường học. Kết thúc hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã trao 3 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và nhiều giải khuyến khích. Hội thi giai điệu tuổi hồng năm 2019 ở thị xã Mỹ Hào có 27 trường tiểu học và trung học cơ sở trong thị xã tham gia với 65 tiết mục ở các thể loại ca, múa, nhạc với các chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, mái trường, thầy cô, tuổi học trò. Các tiết mục được các trường tập luyện giàn dựng công phu. Các em học sinh thể hiện với phong cách vô tư hồn nhiên, kết hợp trang phục biểu diễn đẹp, đạo cụ, múa phụ họa sinh động, tạo sự hấp dẫn. Kết thúc hội thi ban tổ chức trao 6 giải A cho tiết mục xuất sắc ở 3 thể loại ca, múa và nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.